phim Hoa ngữ có rating cao nhất 2021, Chu Nhất Long đang dần khẳng định thực lực. Mới đây, bảng xếp hạng top phim Hoa ngữ có rating cao nhất năm 2021 được đăng tải, thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả. 5. Bạo Phong Nhãn 0.675%. Bạo Phong Nhãn là phim truyền hình đề tài phá án do Dương Mịch và Trương Bân Bân đảm nhận vai chính lên sóng trên hai đài Chiết Giang và Đông Phương. Với độ dân quốc của Dương Mịch mà nói, phim do cô đóng chính đạt rating 0.675% không được tính là quá cao nhưng cũng không phải thấp với mặt bằng phim hiện nay. 4. Phong Khởi Nghe Thường 0.703%. Phong Khởi Nghe Thường là phim truyền hình cổ trang do Cổ Lực Na Trác đảm nhận vai chính lên sóng trên đài Hồ Nam tạo nên thành tích rating 0.7% trở thành phim có thành tích rating cao nhất của đài trong năm 2021 này. Với sự ra đời của dòng web drama mạnh mẽ như hiện nay thì thành tích rating của phim trên các đài truyền hình đang ngày càng thấp. Dường như không có quá nhiều người theo dõi phim truyền hình trên đài nữa. Nếu như quán quân rating năm ngoái của Hồ Nam là Danh Nghĩa Người Nhà với rating 1.189% thì rõ ràng năm nay kém hơn rất nhiều. 3. Thành Phố Lý Tưởng 1.094%. Thành Phố Lý Tưởng là một trong những tác phẩm mới đánh dấu sự trở lại của Tuôn Lệ Sau An Gia, phim lên sóng cùng lúc trên hai đài Đông Phương và CCTV. Bình quân mỗi đài đạt rating 1.094%. Tuôn Lệ luôn được xem là nữ diễn viên bảo chứng rating với hàng loạt tác phẩm thành công như Hậu Cung Chân Hoàng Truyện, Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Thành Phố Lý Tưởng chỉ là đang khẳng định thực lực của Tuôn Lệ mà thôi. 2. Tạo Hắc Phong Bạo 1.425%. Tạo Hắc Phong Bạo được xem là phim đề tài trinh thám, phá án có thành tích tốt nhất đến thời điểm hiện nay của năm 2021 khi mang về hơn 5 tỷ lượt view vượt qua hàng loạt phim cổ trang đình đám. Phim cũng lên sóng song song trên hai đài Đông Phương và Bắc Kinh đạt 1.425% trung bình mỗi đài, thành tích cực tốt. Phim do Tôn Hồng Lôi, Lưu Dịch Quân, Trương Nghệ Hưng đảm nhận vai chính. 1. Kẻ Phản Nghịch 1.572%. Kẻ Phản Nghịch do Chu Nhất Long đảm nhận vai chính phim về đề tài quyền mưu, chiến tranh dân quốc đạt vị trí quán quân trong cuộc đua rating lần này với thành tích 1.572% trên đài CCTV. Sau sự thành công của 30 chưa phải là hết, Đồng Dao đang là cái tên nổi đình nổi đám hiện nay, Chu Nhất Long cũng là nam thần nổi tiếng. Không những sở hữu nhan sắc cao mà diễn xuất cũng tốt, thành tích của Kẻ Phản Nghịch đã không làm khán giả phải thất vọng. Bạn thích tác phẩm nào nhất trong năm tác phẩm trên đây?